Nguyên xin chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Tuấn nha. Hôm nay là cái hãng chăm mi lên ngôi nha mọi người. Hiện tại là hàng chăm mi bên em rất là nhiều, cũng như là rất là nhiều mùi hương từ nam tới nữ, cũng như là nước hoa, sữa tắm, dầu gội, rồi dầu xả đó, nói chung là nhiều thứ lắm. Chị em nào mà đang muốn săn đón về những cái dòng sản phẩm chăm mi chính hãng thì đây là cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Chị em nào muốn chiết khấu với cái mức giá rẻ cũng như là chiết khấu giá đẹp của hãng chăm mi thì có thể là liên hệ sớm cho em qua số điện thoại hotline là 0355 838 057, hoặc là mọi người có thể là liên hệ qua cái Facebook hoặc là Zalo bên em để được đặt hàng. Zalo bên em qua số điện thoại là 0773339279, và không cần phải là chờ đợi quá lâu. Bây giờ em sẽ giới thiệu về cái dòng sản phẩm Chami Potion nha mọi người. Đây là cái phiên bản Chami Potion nha mọi người. Nghe nói cái phiên bản này vừa mới ra mắt là rất là hot, và bây giờ em sẽ thử test cái mùi hương này như thế nào nha. Đây mọi người, đây là cái dòng sản phẩm nước hoa Chami Potion nha mọi người. Cái dòng sản phẩm này á, cái hương đầu của nó là hương bergamot và quả lê, là cái mùi hương của nó là rất là dịu nha. Hương giữa của nó là hương hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, hoa hồng tháng 5 và hoa nhài Ấn Độ. Là cái mùi hương này nó khá là ấn tượng nha mọi người, nó khá là ấn tượng và khá là quyến rũ. Mọi người đã biết là cái mùi hương hoa hồng thì nó cực kỳ nhẹ nhàng và cực kỳ quyến rũ và sang trọng nha. Đây, một cái chai nước hoa nhỏ như thế này thôi nha mọi người, và cái chai cầm lên rất là chắc chắn nè. Cái bao bì thiết kế của dòng sản phẩm Chami thì hầu như là không thể chê vào đâu được. Cái hương cuối của nó là hương xạ, hương trắng và vanilla đó. Thì bây giờ em sẽ mở cái dòng sản phẩm này ra. Thì bên trên của nó có chữ Chami, ở dưới đít của nó cũng có chữ Chami được khắc trên cái bao bì của sản phẩm, và cái chữ Chami Potion 35ml này được in và rất là khó bị bong tróc nha mọi người. Mọi người lấy tay thử cào nhẹ ra nè, không hề ra nha. Đó, một chai như thế này thôi nha mọi người. Và mỗi lần mình xịt đây rất là đơn giản luôn. Mọi người đã biết xịt nước hoa như thế nào rồi đúng không? Đối với em á, hay xịt nước hoa là xịt vào cái vùng cổ nè, hoặc là cái vùng khuỷu tay, hoặc là cái vùng mà gọi là cái vùng trên nách éo đấy. Đó kiểu đó, là mình xịt lên thì nó sẽ giữ mùi hương rất là lâu, như là nó sẽ giúp cái mùi hương mình lan tỏa một cách rất là xa. Bởi vì em xịt nắp, bởi vì trong cái mùa hè nắng nóng, cũng như là khi mà mình làm việc hoặc là mình hay bị điều tiết về mồ hôi mình hay chỗ phần nách nè, hoặc là những cái chỗ phần khuỷu tay của mình nè, đó thì mình xịt vô những cái phần chỗ đó thì cái mùi hương của nó sẽ lan tỏa mạnh hơn và nó khử cái mùi hôi của mình tốt hơn đó. Thì cái chai nước hoa Chami Potion này á, em đã có hàng tại shop bên em rồi. Đối với những chị phụ nữ nào chưa có cái dòng sản phẩm Chami Potion này thì đây là cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Mọi người có thể là mua cái dòng sản phẩm này về để sử dụng, coi thử là nó rất là có thơm hay không. Vì cái dòng sản phẩm này á, cái mùi hương của nó cực kỳ ấn tượng và quyến rũ nha. Cái mùi hương lưu giữ trên cơ thể của chúng ta là tầm là từ 8 đến 12 tiếng. Hương thơm của nó lưu hương và bay rất là xa. Đó, thì đối với những chị em nào mà hay xịt nước hoa và quần áo thì em nghĩ cái chai này anh nó lưu hương cũng phải tới mấy ngày, hoặc là nếu mà mấy chị đóng vào tủ quần áo ấy thì có thể là lưu hương trong vòng từ nửa tháng đó, rất là lâu luôn nha mọi người. Cái hãng Chami này nó sẽ có một cái tem chỗ này nha mọi người, có cái tem chỗ này nè, và cái mã vạch chết của dòng sản phẩm dưới này nè. Đây là cái dòng sản phẩm hàng thật, thương hiệu độc quyền, hàng thật chính hãng của Chami. Và từ những cái bao bì thiết kế như thế này thì từ vỏ chai và nguyên liệu nè, rồi thiết kế bao bì đều là nhập khẩu từ Pháp 100% nha mọi người, vận chuyển về Việt Nam, nên nó sẽ đảm bảo về cái hương liệu của Pháp chuẩn 100%, nên mọi người cứ yên tâm mua dòng sản phẩm, giá cực kỳ bình dân và cái mùi hương không thua kém gì đối với những dòng sản phẩm đắt tiền mấy triệu hoặc là mấy chục triệu nha. Hãy nhanh tay đặt hàng qua số điện thoại hotline là 0355 838 057, hoặc là 0773339279, hoặc là 0933766739 nha. Bây giờ em sẽ kết thúc video này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người. Chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn thành công. Và muốn mua hàng chính hãng hãy liên hệ em ngay. Bye bye nha mọi người. Bên em có số điện thoại hotline nè, mọi người có thể là alo cho em qua số điện thoại là 0355 838 057 để được đặt hàng nha. Facebook Trần Thị Alice nha mọi người. Đây là cái Facebook chính của bên em về tất cả các dòng mỹ phẩm nha. Mọi người có thể là lướt xuống dưới này nè. Đó, để xem rất là nhiều dòng hàng bên em đang được đăng tải, cũng như là bên em hàng đi hàng ngày nha mọi người. Rất là nhiều mặt hàng luôn. Thì mọi người có thể xem trực tiếp trên cái Facebook của bên em là này, hoặc là xem qua cái trang Bayer của bên em nha. Ôi, xin chào tất cả các chị yêu nha. Thì mọi người ghé qua cái mỹ phẩm chính hãng Sớ Bát Cứng là cái tên cái trang Bayer của em. Mọi người nhấn giúp em một cái lượt thích trang nha mọi người. Sau đó là mọi người sẽ kéo xuống dưới này nè, để xem những dòng sản phẩm tại shop bên em đăng tải.
cũng như là chị nào mà muốn tư vấn về cái dòng sản phẩm nào thì có thể là liên hệ với chúng tôi hoặc là nhắn tin vào Messenger này. Mọi người sẽ kích vào và nhắn tin cho shop anh em để có người tư vấn và hỗ trợ giúp cho chị em chúng ta đẹp hơn nha. Hãy nhanh tay đặt hàng nha mọi người.